Tô Lê xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn. Tô Lê đang đứng tại cái bãi biển của thành phố Nha Trang. Sáng hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2020. Thì Tô Lê có công việc cho nên có ghé Nha Trang về xuống bãi biển để tham quan. Thì tình cờ thấy ở đây thì sóng biển khá là lớn luôn. Cho nên Tô Lê cũng muốn quay lên những hình ảnh này chia sẻ đến với những cô chú, anh chị và các bạn. Trong bề ngoài nước được biết là bãi biển của thành phố Nha Trang sau những ngày mưa lũ. Thì sáng hôm nay thì những hình ảnh này nó như thế này. Mời cả nhà cùng xem nha. Biển hôm nay thì nó đi ngầu luôn là do ảnh hưởng của những ngày mưa lũ nè. Sóng cao quá, chắc cũng phải là trên 2m, 3m gì đó. Biển Nha Trang sáng nay thì nó không được sạch giống như những ngày trước. Cái này cũng có thể là do ảnh hưởng của những ngày mưa lũ, thì rác ở ngoài biển họ tấp vào bờ. Tô Lê đang đứng ở bãi biển Nha Trang, nhưng mà cái đoạn này là ngay cái đường y dược sinh đi xuống, ngay tại bệnh viện tỉnh đi xuống biển nè. Tại biển Nha Trang thì cũng vắng khách, trời thì có nhiều gió, mây âm u. Kia thì thấy sóng nó cao.
đây là công viên ở trước biển của thành phố Nha Trang. Các bạn nhìn thấy thì sáng nay biển vắng khách. Hiện tại thì gió cũng khá là lạnh, cho nên người đi xuống biển thì cũng lác đác vài người thôi. Đa số là khách đến đây để ngắm sóng biển, chứ cũng không có ai dám mà đi xuống tắm á.